Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang các báo dinh điêu vn vietnamnet.vn, nhân dân.vn, thanh niên.vn và vietnamnet.vn. Tin thời tiết, tháng 2 dự báo vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh mạnh và mưa trái mùa ở, ở Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vào khoảng nửa cuối tháng 2 rét đậm, rét hại có khả năng còn xuất hiện ở Bắc Bộ, cùng lúc mưa trái mùa ở các tỉnh phía Nam cũng còn tiếp diễn. Theo đó, trong nửa đầu tháng 2, không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu và lệch ra phía đông, do đó, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An chỉ xuất hiện mưa nhỏ. Mưa phùn và sương mù tập trung vào thời điểm đêm và sáng. Đến khoảng nửa cuối tháng 2, không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ xuất hiện và gây rét đậm, rét hại cho các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Tại miền Nam cùng thời điểm trên rãnh áp thấp xích đạo vẫn tiếp tục có khả năng hoạt động và gây mưa trái mùa diện rộng, mưa đá dữ dội trên đỉnh Phan Xi si Phan. Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2, tại đỉnh Phan Xi si Phan Sapa, Lào Cai xuất hiện trận mưa đá dữ dội. Thời gian mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút, kết thúc lúc 1 giờ 40 phút. Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió mạnh. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1,5 đến 2 cm có những hạt lớn lên tới 2,5 đến 3 cm. Sau khi mưa đá chấm dứt để lại một lớp đá dày phủ trắng đường đi, sân trước nhà, vườn trồng qua cảnh, sườn núi khu vực đỉnh Phan Xi Phan. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn Lào Cai tính từ đầu năm 2023 đến nay. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 4 tháng 2 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dòng. Đợt mưa này được người dân các địa phương ví von là mưa vàng mưa bạc vì mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho cây trồng, hoa màu các loại sau nhiều ngày không mưa kéo dài. Hạn hán cục bộ ở một số địa phương được xóa bỏ, mưa xuống làm độ ẩm tăng cao, cấp báo động cháy rừng trên toàn tỉnh trở về mức an toàn. Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai tiếp tục suy yếu, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại, sao tan đã dần đi. Yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục dự án đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện khẩn hóa tốc gửi các bộ trưởng, Hội đồng nhân dân các tỉnh thành, các đoàn đại biểu Quốc hội và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Theo đó, đề nghị hoàn thiện các thủ tục đầu tư các nhiệm vụ, dự án dự kiến bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong phạm vi số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Thủ tướng giao cho từng bộ ngành, địa phương. Ra soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 nếu có nhu cầu. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Ngoại trưởng Cuba và Iran thảo luận chương trình nghị sự chung. Hai bộ trưởng đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế đáng chú ý, trong đó lên án việc các quốc gia áp đặt biện pháp trừng phạt đơn phương và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Bộ trưởng ngoại giao Cuba cảm ơn Iran đã luôn hỗ trợ đảo quốc Caribe này trong việc kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận đồng thời nêu bật sự hợp tác tích cực trong lĩnh vực đa phương. Bộ trưởng Jack nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ngoại giao được duy trì suốt hơn 40 năm giữa hai quốc gia và tái khẳng định quan điểm của Cuba về việc bảo vệ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Về phần bình, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abdel mô tả mối quan hệ giữa hai nước là vững chắc, nhất quán và lịch sử. Chiều cùng ngày, ông Abdel đã có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Cuba là điểm dừng chân thứ tư trong chuyến công du Mỹ Latin của Bộ trưởng Ngoại giao Iran. ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023 đến 2027. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết Ấn Độ là thị trường nguồn quan trọng của ngành du lịch ASEAN với dân số đông, tầng lớp trung lưu tăng mạnh và nhu cầu du lịch cao. Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác du lịch giữa ASEAN-Ấn Độ đã nhận được sự quan tâm của hai bên. Một số hoạt động quảng bá đã được triển khai thông qua chi hội xúc tiến du lịch ASEAN tại Ấn Độ. Các hội thảo đào tạo cũng được lên kế hoạch tổ chức, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho rằng với tiềm năng và tầm quan trọng của thị trường Ấn Độ, hai bên còn nhiều cơ hội và không gian để đẩy mạnh hợp tác hơn nữa. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định rằng, với bảy nhóm nhiệm vụ chính rất thiết thực và phù hợp với nhu cầu của hai bên được thống nhất trong kế hoạch công tác du lịch ASEAN Ấn Độ giai đoạn 2023 đến 2027, Việt Nam sẽ phối hợp cùng các nước thành viên ASEAN để cùng nỗ lực khôi phục đà tăng trưởng trao đổi khách và tạo thuận lợi hơn nữa cho trải nghiệm của khách du lịch Ấn Độ. Liên minh châu Âu bắt đầu cấm nhập khẩu nhiên liệu tinh chế của Nga. Biện pháp mới cấm các tàu của EU chở các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga được mua bán ở hoặc dưới mức giá trần đặt ra. Động thái này được cho sẽ gây ra những thay đổi đáng kể trong giao dịch dầu toàn cầu, đặc biệt là dầu diesel nguồn nhiên liệu quan trọng của nền kinh tế. Biện pháp cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu của Nga có hiệu lực cùng lúc với biện pháp áp giá trần các sản phẩm này mà nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra. Qua đó mở rộng lệnh cấm các hoạt động vận chuyển dầu Nga bằng đường biển vốn có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022. Biện pháp mới cấm các tàu của EU chở các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga được mua bán ở hoặc dưới mức giá trần đặt ra, cũng áp dụng với các công ty hỗ trợ kỹ thuật, môi giới hoặc tài chính như các công ty bảo hiểm cho các hãng vận chuyển dầu mỏ tinh chế của Nga. Mức phạt với công ty vi phạm có thể lên đến 5% doanh thu toàn cầu. Nhìn chung, các biện pháp trừng phạt đều sẽ cần thời gian để đánh giá về kết quả và tác động, trong khi quá trình triển khai sẽ chịu chi phối của nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nguy cơ các rắc rối kinh tế xã hội trong nội bộ EU nói riêng hay châu Âu nói chung trở nên trầm trọng hơn là điều phải tính đến. Những tác động này có thể dần lan rộng và ảnh hưởng ở mức độ nhất định tới nền kinh tế toàn cầu vốn đang cần ổn định để phục hồi hậu đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, nhắc đến du lịch Quy Nhơn là không thể không nhắc tới khu du lịch gần ráng vô cùng nổi tiếng, gần ngay trung tâm thành phố nên điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ từ những bãi đá trứng, bãi tiên sa hay ghé thăm ngôi mộ của thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh hàng mặt tử. Nằm ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, Gành Ráng Tiên Sa nằm cách trung tâm thành phố khoảng 3 km về phía đông nam. Điểm đặc biệt của nơi đây chính là quần thể những bãi đá nằm liên kề nhau và những bãi đá tập trung theo đường cong của eo núi Xuân Vân. Nói tới khu du lịch gần ráng Bình Định bạn sẽ biết thêm về một sự tích được lưu truyền cho đến tận bây giờ về địa điểm này. Truyền thuyết kể về một người con gái nổi tiếng vừa đẹp người vừa đẹp nết, xinh xắn lại thì bị nết na. Nàng đem lòng yêu một chàng trai trong làng, hai người yêu nhau thắm thiết, cho đến một ngày viên quan quyện nhìn thấy nàng và bị sắc đẹp của nàng mê quặc. Hắn cho người theo dõi và tìm mọi cách để chiếm đoạt được nàng. Nhưng nàng không hề yêu hắn, để giữ trọn được lòng thủy chung với người mình yêu. Nàng khóc lại cha mẹ và từ giá chàng trai rồi chạy trốn khỏi làng đến quỳ nhân. Tên quan quyền thấy thế sai quân lính đuổi theo, khi đến gần ráng tên này do ngư dân đặt vì nơi này có nhiều rền. Khi tàu bè qua khu vực này thì thủy thủ phải làm sao cho giảm gió trong bường đi để thuyền đi chậm lại nếu không dễ bị nước ngập vào tàu. Trong nghề đi biển thao tác ấy gọi là ráng. Tên gần ráng từ đó mà ra trời bỗng nổi sấm chớp, dòng bão rất lớn làm núi đá bị nứt một khe lớn rồi cô gái biến mất tâm. Khi trời dừng bão và quang đảng trở lại thì khe núi ấy lại biến thành một dòng suối uống lượng bên sườn núi. Còn về phía chàng trai, khi hay tin người yêu mình bị mất tích nên đã chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Khi tới gần ráng vào đêm tối chàng chỉ thấy hình ảnh của cô gái thoát ẩn thoát hiện, lúc thì mập mờ giữa làn sóng biển, lúc thì thước thai trên rừng. Cũng kể từ đó, không biết chàng trai có theo cô gái không nhưng cứ khi nào chớp sáng lóe lên trên vền ráng, người ta sẽ nghĩ cô gái trở về thăm người yêu năm xưa của mình. Ồ, có thể đó chính là lý do nơi đây còn được gọi là gần ráng tiền xà. Nhờ vào vẻ đẹp độc đáo mà gần ráng đã được bộ văn hóa, thông tin xếp hạng là di tích quốc gia. Thưa quý thính giả, Su Âu Mừng Linh Na là một quần thể pháo đài được xây dựng trên sáu hòn đảo của thủ đô Helsinki, Phần Lan. Không chỉ là một điển hình của kiến trúc quân sự châu Âu cuối thế kỷ 18 mà công trình này còn là một pháo đài trên biển lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, vào năm 1991 UNESCO đã công nhận nó là di sản văn hóa thế giới. Pháo đài Su Âu Mừng Linh Na có diện tích lên tới 210 hecta với hơn 200 tòa nhà và 6 km tương phòng thủ được xây theo đúng quy chuẩn kiến trúc thành trì cổ xưa. Vậy nên cho đến tận ngày nay thì nó vẫn còn giữ được nguyên vẹn và toát lên vẻ kiên cố, vững chãi vốn có. Gọi là tường thành nhưng nó lại được xây dựng như một tòa nhà khổng lồ với những ô cửa sổ màu trắng và được sơn màu hồng bắt mắt, khiến ai đến đây cũng phải trầm trồ, ngỡ ngàng. Bước vào bên trong pháo đài Su Âu Mừng Linh Na, du khách chắc chắn sẽ bị bất ngờ trước những vết tích lịch sử vẫn còn được lưu lại cũng như các hiện vật lịch sử đều được bảo quản rất tốt và trưng bày tinh tế, đẹp mắt như một bảo tàng lịch sử khổng lồ ngoài trời, không chỉ mang ý nghĩa lớn lao về mặt lịch sử. Không chỉ khiến du khách say mê bởi nét quài cổ trong kiến trúc mà pháo đài Su Âu Mừng Linh Na còn là nơi vui chơi giải trí rất được ưa chuộng của du khách bởi khoảng không gian xanh mát của những tán cây cổ thụ. Nếu đến thăm pháo đài Su Âu Mừng Linh Na vào mùa thu khi lá cây chuyển sang màu vàng hoặc màu đỏ và lững lờ bay theo gió, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào khung cảnh lãng mạn của phim Hàn Quốc ngoài ra bạn cũng đừng quên đi dạo xung quanh đảo để tìm hiểu phong tục tập quán và đời sống của người dân địa phương để cảm nhận được nét chân tình thân thiện của họ như ghé qua các ngôi chợ các quán cà phê đặc biệt là các món ăn siêu ngon của Su âu mừng linh na đấy nhé có thể nói chẳng phải tự nhiên mà đảo su âu mừng linh na nói chung và pháo đài Su âu mừng linh na nói riêng lại trở thành điểm du lịch thu hút nhất ở phần lan như vậy bạn yêu những nét quài cổ lại thích cả những kiến trúc tráng lệ nguyên nga thì pháo đài Su âu mừng linh na phần lan chính là điểm đến lý tưởng cho bạn Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2023. Thân mến chào tạm biệt.